Xin chào các bạn Ở trong các video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn xây dựng các cái bộ phận nhỏ để xây dựng được cái feature module Đó thì bây giờ phải xây dựng được cái module thứ hai là Pyramid Mooning Thì trong cái Pyramid Mooning module này thì nó gồm những cái gì Thì ở đây cái đầu vào của nó gồm có 2048 channel và mỗi một cái feature map gồm có 60 x 60 là chiều cao và chiều rộng Đó thì cái Uh, thông số này nó đi ra nó chính là cái output của thằng module bên trên tức là cái thằng feature module. Nó thì cái output đó nó sẽ đi vào cái thằng pyramid pooling module này. Thì ở đây nó các bạn nhìn thấy sẽ có năm cái phần chính này, khi mà nó đi vào nó sẽ chia ra làm cho mình làm năm cái nhánh. Thì nhánh đầu tiên ở đây là mình để là P6, P6 tức là nó sẽ áp dụng một cái layer ở trong thằng PyTorch là adaptive average pooling. Uh, P6 tức là cái đầu ra của nó bằng 6 là các bạn tưởng tượng là nó sẽ đi qua một cái adaptive uh, pooling này. Nó chuyển cho mình từ cái size là 60 x 60 về uh, thành cái uh, size là 6 x 6. Nó còn P3 thì nó sẽ chuyển cho mình từ 60 x 60 về 3 x 3. Còn các cái channel size thì giữ nguyên là 2048. Đó, còn P2 thì chuyển về size là 2 x 2. P1 thì nó sẽ chuyển về size là 1 x 1. Đó thì uh, cái hàm này, cái hàm uh, adaptive pooling này thì mình sẽ gọi ra từ trong cái thư viện của PyTorch. Đó. Thì khi ở đây các bạn nhìn là 6x6 6 này hoặc là 3x3 3, thì nó đã uh, scale cho mình, tức là nó sẽ thực hiện rất nhiều các cái scale các cái size khác nhau. Rồi giống như là 60 x 60 về 1x1 1, tức là 60 cái uh, cái size 60 x 60 này nó sẽ biểu diễn thành một cái điểm. Một cái điểm đại diện, tức là cái feature, cái đặc điểm của nó một đặc điểm ở trên cái ảnh đằng sau này nó sẽ tương đương với một cái ảnh 60 x 60. Đó. Và cái ảnh đại diện là 2x2 ở đây nó sẽ đại diện cho một cái ảnh có làm uh, đặc trưng cho một cái ảnh có size là 60x60 Đó. Cứ làm như thế thì nó sẽ uh, những cái ảnh đằng sau này nó sẽ dùng được rất nhiều các cái feature uh, size khác nhau Nó sẽ giảm dần từ 6, 3, 2, 1 Đó. Và sau khi mà đi qua đây thì nó sẽ đi qua uh, cho mình một cái lớp một cái uh, mô phụ là Convolution 2D Pass Norm -Denu. Đó, và dc của một tức là convolution sine một mass norm và renu thì sau khi đi qua đây thì nó sẽ uh, tạo ra cho mình được cái thằng uh, sai là vẫn là 6 x 6 và 3 x 3, 2 x 2 và 1 x 1 Nhưng mà cái channel sai thì nó giảm đi này, giảm đi 4 lần Đó, Tức là từ 2048 còn 512 Đây cũng thế Thì có 4 cái pass này thì nó sẽ làm như thế này cho mình và Sau khi đi qua thì nó sẽ uh, cần đưa qua một thằng, một thằng up sampling Tức là nó sẽ thay đổi cái size từ 6 x 6 thành 60 x 60 về cái size ban đầu ở đây nó up size cho mình lên từ 3 x 3 thành 60 x 60 cứ như thế thì chính là cái hình dạng như thế này thì nó thể hiện là khi mà nó uh, trồng chéo lên nhau nó xếp lên nhau các cái size từ từ nhỏ lên cao này đó từ nhỏ lên cao và như vậy thì nó sẽ tạo hình thành một cái hình kim tự tháp thì người ta gọi là pyramid pooling đó và sau khi mà đi đi qua đây thì nó kết hợp bốn cái thằng bên trên và cái thằng input chính là thằng 2048 60 x 60 nó đi thẳng đến phần output cuối cùng để nó kết hợp với bốn cái output ở bên trên Đó, tạo ra cho mình một cái output cuối cùng thì ở đây 512 nó có bốn cái thằng 512 kết hợp với một thằng 2048 như vậy tổng số của nó sẽ là có 4096 nhân với 60 x 60 nó thì chính là cái việc mà làm như này làm như này để tạo ra cho mình được một cái kết quả khi mà mình xét một cái class xét một cái pixel ở trên một cái bức ảnh cái pixel đấy nó thuộc cái class nào thì nó sẽ dựa trên nhiều thông tin của các cái scale khác nhau Đó, chứ không phải là tức là dựa trên thông tin của các cái size của các cái pixel lên cận và các cái pixel nhiều pixel hơn nữa tức là 6x6 và 3x3 nó thể hiện ở những cái bức ảnh rộng hơn 1x1 /1 ở đây thì nó có thể hiện ở cái phần là size là 60x60 60 và 2x2 nó cũng thể hiện là cái size là từ 60x60. 60. đó thì tức là từ một bức ảnh nó sẽ sử dụng nhiều cái scale, nhiều cái cái size khác nhau của cái feature map để lấy ra các thông tin cho mình. Chính vì vậy mà làm làm cho cái việc mà segmentation nó được chính xác hơn. Nó không chỉ dựa vào các cái thông tin ảnh lân cận, thông tin ảnh của những cái pixel lân cận mà còn dựa vào thông tin của những cái rất nhiều các cái bức rất nhiều các cái size các, các cái giá trị các cái pixel ở ở các cái size khác nhau nó ở các cái scale khác nhau chính vì vậy mà cái cái thằng à, PSPNet này nó có cái điểm lõi cái linh hồn của nó chính là cái thằng à, pyramid pooling này đó thì ở video sau mình sẽ giới thiệu các bạn à, cái cách mà tạo được cái thằng à, pyramid pooling này bằng cách là viết code ở trong python đó xin chào và hẹn gặp lại các bạn